Xin chào các bạn, tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái bài toán, đó là tìm nút cha của một nốt trong cái cây tìm kiếm nhị phân. Tìm nút cha của một nốt trên cái cây tìm kiếm nhị phân. Về mặt yêu cầu á thì chúng ta viết một cái hàm gọi là get parent, tham số vào là một cái giá trị x, một cái khóa x của kiểu key type, và t là một cái cây có cái kiểu là cây tìm kiếm nhị phân, và trả về một cái cây tìm kiếm nhị phân. Cái giá trị trả về là nút cha của cái nút có khóa x ở trên cây t. Nếu như trên cây T không có một cái nút nào có khóa bằng x, hoặc là x là nút gốc thì tức là nút gốc, tức là nút không có cha, thì chúng ta sẽ trả về null. Về mặt thuật toán thì chúng ta luôn giữ cái nút cha của nút đang xét. Nếu khóa của nút đang xét mà bằng x thì chúng ta sẽ trả về cái nút cha. Còn nút đang xét thì nó khởi đầu nó sẽ là nút gốc, sau đó tùy thuộc vào cái giá trị x. Nếu giá trị x mà nó nhỏ hơn nút gốc thì chúng ta sẽ nút đang xét sẽ là nút cây con bên trái. Còn nếu mà nút đang xét nó lớn hơn cái giá trị đang xét nó mà lớn hơn cái giá trị khóa nút gốc thì chúng ta sẽ nút đang xét sẽ là cái cây con bên phải. Cụ thể là chúng ta gọi p là nút đang xét và parent là cha của nút P. Khởi đầu chúng ta đặt P bằng chính là cái cây T, tức là nút gốc của cây T, và parent bằng null. Parent bằng null. Nếu P trỏ ký lớn hơn x, lớn x, x là cái giá trị khóa mà chúng ta cần tìm nút cha của nó đó, thì chúng ta sẽ đặt là parent bằng P và P sẽ đặt bằng P trỏ lép. Ngược lại, nếu mà khóa của nút P mà nó nhỏ thôi x thì ta đặt parent bằng P và P bằng P trỏ right. Còn nếu như khóa của nút P mà bằng cái giá trị x thì chúng ta sẽ trả về parent. Ví dụ chúng ta có cái dữ liệu gồm 8 cái giá trị như thế này. Với 8 giá trị là các cái số nguyên như thế này thì chúng ta sẽ hình thành được cái cây tìm kiếm nhị phân như sau. Đưa vào 27 thì 27 sẽ nút gốc. Đưa vào 12 thì 12 sẽ là con trái của 27. 40 sẽ là con phải của 27. Rồi 4 sẽ là con trái của 12. 20 là con phải của 12. 34 sẽ là con trái của 40. 30 sẽ là con trái của 34. Và 50 là con phải của 40. Như vậy đây là sẽ là cái cây T, cây tìm kiếm nhị phân của chúng ta. Và giả sử chúng ta muốn tìm nút cha của cái nút có khóa bằng 30, tìm nút cha của nút có khóa bằng 30 thì chúng ta sẽ đặt P bằng T, đặt P bằng T và parent bằng null. P bằng T và parent bằng null. Sau đó do là 30, 30 nó lớn hơn 27, cho nên chúng ta sẽ tìm cái nút 30 ở trong con phải của nó. Có nghĩa là P sẽ bằng là 40, P sẽ là bằng 40, P sẽ bằng con phải của 27. Và parent chúng ta vẫn là nút 27, parent sẽ là nút 27. Rồi tiếp tục so sánh 30 với 40 thì ta thấy rằng là 30 thì nó nhỏ thua 40. Do đó chúng ta sẽ đặt parent bằng 40 và P sẽ là con trai của 40, tức là P sẽ bằng 34. Rồi do 30 nó so sánh với 34 thì 30 nhỏ thua 34, cho nên chúng ta sẽ đặt parent là bằng 34 và P sẽ bằng 30. Và cuối cùng vì rằng là giá trị khóa của nút P bằng cái giá trị 30, cho nên ta trả về parent, tức là trả về cái nút có khóa bằng 34. Thì đây là cái thuật toán
tình parent của một nốt, tình nút cha của một nốt. Cụ thể đây là cái nút có khóa bằng 30. Bây giờ về dữ liệu và chương trình thì chúng ta sẽ tạo ra cái cây bằng cách ta sử dụng dữ liệu mà đã có sẵn ở trong một cái tập tin, cụ thể là cái file bst.tt. Cái file này thì nó sẽ có hai dòng. Dòng trên gồm một cái số nguyên n, chính là số nút của cây, và dòng thứ hai là có n số nguyên, mỗi số nguyên sẽ là khóa của một nút. Như vậy n số nguyên sẽ là giá trị khóa của n nút. Ví dụ cái file bst này có hai cái dòng như sau. Thứ nhất là 8, có nghĩa là cái cây tìm kiếm nhị phân chúng ta sẽ có 8 nút. Và dòng thứ hai là 8 số nguyên, chỉ 8 cái giá trị khóa của 8 cái nút. Thì đây là về dữ liệu. Như vậy là về chương trình đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện mà đã cài đặt cái kiểu dữ liệu trừu tượng là cây tìm kiếm nhị phân. Trong đó chúng ta đã có khai báo cái kiểu BST cũng như là cài đặt các cái phép toán trên cây tìm kiếm nhị phân rồi. Chúng ta phải viết thêm một cái hàm gọi là read BST để chúng ta đọc dữ liệu từ cái file BST.tt này để mà xác định cái số nút trên cây, đồng thời là giá trị khóa của từng nút. Và trên cơ sở cái dữ liệu đó thì chúng ta sẽ tạo thành cái cây tìm kiếm nhị phân. Chúng ta sẽ tạo thành cái cây tìm kiếm nhị phân nhờ cái hàm là insert node mà đã được cài đặt ở trong cái thư viện. Đồng thời chúng ta sẽ lưu lại các cái giá trị khóa này. Đồng thời chúng ta sẽ lưu lại các cái giá trị khóa này để ở trong cái hàm main thì lưu lại cái giá trị khóa này vào trong một cái mảng A. Để trong hàm main thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ trong mảng A này để mà tìm kiếm nút cha của tất cả các nút này. Tìm kiếm nút cha của tất cả các nút này. Như vậy về chương trình chúng ta sẽ có thêm cái hàm get parent để tìm nút cha của một nút, mà cái thuật toán tìm nút cha của một nút thì chúng ta đã trình bày ở trên. Rồi thì trong hàm main, trong hàm main chúng ta sẽ gọi tới cái hàm read bst để đọc dữ liệu từ cái file dữ liệu và tạo ra cái cây tìm kiếm nhị phân cũng như là lưu các giá trị khóa vào trong cái mảng A. Sau đó gọi tới các cái hàm duyệt tiền từ, duyệt trung từ, duyệt hậu từ để chúng ta in ra các cái danh sách duyệt cây. Rồi chúng ta gọi cái hàm get parent với tất cả các giá trị mà đã lưu trữ trong mảng A để xác định nút cha của tất cả các nút ở trên cây. Đấy, thì chúng ta sẽ mời các bạn chuyển sang cái phần chương trình để chúng ta xem cụ thể cái việc là tìm nút cha của một nút trên cây tìm kiếm nhị phân. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái chương trình tìm nút cha của một cái nút ở trên cái cây tìm kiếm nhị phân. Trước hết thì tôi giới thiệu về cái file dữ liệu. File dữ liệu chúng ta đây là cái file bst.tt. Cái file này trong cái phần lý thuyết trước thì tôi có nói là file này bao gồm hai dòng. Dòng thứ nhất là một cái số nguyên, chỉ số nút ở trên cây. Cụ thể đây là số 8, tức là cây chúng ta sẽ có 8 nút. Cái dòng thứ hai là sẽ có n số nguyên. Nó là mỗi số nguyên sẽ là một cái giá trị khóa ở trên cái cây tìm kiếm nhị phân. Cụ thể ở đây chúng ta có 8 số nguyên. Tôi cũng đề nghị các bạn là sử dụng cái dữ liệu này để chúng ta vẽ ra cái cây tìm kiếm nhị phân theo thứ tự các cái giá trị khóa này sẽ được đưa vào trong cây. Để trên cơ sở cái cây tìm kiếm nhị phân đó, chút nữa chúng ta sẽ đối chiếu với kết quả tìm nút cha của các cái nút. Ví dụ chúng ta thấy rằng là khi chúng ta xây dựng cái cây này thì 27 sẽ là nút gốc, rồi 12 là con trái của 27, 40 là con phải của 27, 4 là con trái của 12,
20 là con phải của 12, 34 là con trái của 40, 30 là con trái của 34 và 50 là con phải của 40. Thì ta vẽ ra cái cây đó để mà sử dụng cái cây này, chút nữa ta đối chiếu với cái kết quả thực hiện chương trình. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu về cái chương trình của chúng ta. Thì chương trình ở đây tôi có hai cái chương trình, hai cái file. Cái file thứ nhất là BST Lib. Thì đây là cái file mà chúng ta cài đặt cái cây tìm kiếm nhị phân. Mà trong cái bài giảng trước thì tôi đã có trình bày. Chúng ta định nghĩa về kiểu khóa này, là một số nguyên này. Nút là một cấu trúc, có ba trường, trường khóa thuộc kiểu ký tai, trường left, trường right là con trỏ nút. Rồi cây tìm kiếm nhị phân BST nó là những cái là con trỏ nút. Rồi chúng ta cài đặt các cái hàm như là tạo cái cây tìm kiếm nhị phân rỗng, kiểm tra xem cây rỗng hay không, hàm duyệt tiền tự, duyệt trung tự, duyệt hậu tự. Rồi hàm tìm kiếm một cái giá trị khóa trong cái cây, hàm xen vào giá trị khóa trong cây, rồi hàm xóa một cái nút ở trên cây. Thì đấy là cái thư viện cây tìm kiếm nhị phân. Bây giờ cái file thứ hai là cái hàm get parent on, có nghĩa là cái hàm này sẽ cho chúng ta nút cha của tất cả các cái nút ở trên cây. Thì như vậy cái file này nó sẽ sử dụng cái thư viện mà đã cây tìm kiếm nhị phân đã được cài đặt. Thì ở đây tôi chỉ ra cái đường dẫn để lưu trữ cái file thư viện đó. Rồi đây tôi khai báo hai cái biến toàn cục. Cái biến thứ nhất là biến n là một số nguyên dùng để lưu trữ số nút ở trên cây, và cái mảng a gồm 20 số nguyên để lưu trữ giá trị khóa của các nút, giá trị khóa của các nút. Tiếp theo là cái hàm read BST. Cái hàm này có nhiệm vụ là đọc từ cái file mà BST.tt này để mà xây dựng cái cây. Thì như vậy ở đây ta khai báo F là một cái con trỏ file, rồi ta khởi tạo cái cây T rỗng, X là một cái giá trị khóa. Ta mở cái file BST.tt này với cái mode mở là R, có nghĩa là mở ra để đọc. Nếu như cái việc mở thành công, có nghĩa là F này khạc nôn, thì chúng ta sẽ đọc cái số đầu tiên trong cái file đó, đọc cái số đầu tiên vào cho cái biến N. Như vậy N sẽ lưu trữ số nút ở trên cây. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái vòng lặp y chạy từ 1 đến N để đọc N cái giá trị khóa. Đó, chúng ta dùng cái hàm fscanf đọc từ trong cái file F. Mỗi lần ta đọc một cái giá trị khóa vào trong cái biến X, và ta sử dụng cái hàm insert node để mà xen cái giá, cái khóa X này vào trong cây T. Đồng thời chúng ta sẽ lưu cái giá trị X này vào trong cái mảng A. Như vậy là Y chạy từ 1, cho nên khởi đầu chúng ta sẽ có A0 cho tới AN-1. Còn nếu như việc mở không thành công thì nó sẽ bảo là lỗi mở file. Thì cái hàm này dùng để mà lấy dữ liệu từ trong file ra, và trên cơ sở dữ liệu đó thì chúng ta xây dựng ra cái cây tìm kiếm nhị phân. Và hơn nữa là ta lưu trữ lại dữ liệu đó để lưu trữ là giá trị khóa của tất cả các nút trên cây, để sau này phục vụ cho cái việc là tìm nút cha của tất cả các nút ở trên cây. Cái hàm chủ yếu trong cái file này chính là cái hàm get parent, tức là cái hàm tìm nút cha của nút có giá trị khóa là x. Thì hàm get parent này như đã giới thiệu ở trong phần trước là nhận vào x là một cái giá trị khóa, t là một cái cây tìm kiếm nhị phân, và nếu tìm thấy nút cha của nút x thì chúng ta sẽ trả về cái nút cha đó. Như vậy sẽ trả về một cái BST, đó là một nút. Còn nếu mà không tìm thấy thì
chúng ta sẽ trả về nun. À, tức là nếu mà x này không tồn tại trên cây, hoặc là nút x là nút gốc của cây, tức là không có nút cha, thì nó sẽ trả về nun. À, như thuật toán chúng ta đã nêu ở trong phần trước, thì chúng ta khai báo P là một cái BST và khởi đầu chúng ta đặt P bằng T. Parent cũng là một cái nút ở trên cây và khởi đầu chúng ta đặt bằng nun. À, trong khi P khác nun, à, nếu mà P trỏ ki bằng bằng x, tức là nếu giá trị khóa của nút P mà bằng cái giá bằng x, thì chúng ta sẽ trả về cái nút parent. Ngược lại thì tôi sẽ đặt parent bằng P, và nếu như giá trị khóa tại P mà nó lớn hơn x, thì tôi sẽ đặt là P bằng P trỏ lép, tức là P bằng con trai của P. Còn nếu giá trị khóa tại nút gốc mà nó lớn hơn nhỏ thu x, thì tôi sẽ đặt P bằng con phải của nó. À, như vậy là đây là trong trường hợp mà ta tìm thấy cái giá trị khóa, tìm thấy cái giá trị khóa x ở trong cây, trong cây T, thì chúng ta sẽ trả về cái parent của nó. Lưu ý rằng nếu mà ngay từ là P là nút gốc của cây đó, thì mà giá trị khóa của nút gốc mà bằng x ấy, thì chúng ta cũng trả về parent. Tuy nhiên parent lúc khởi đầu thì parent bằng nun, còn nghĩa là nút gốc thì nó không có cha. Còn kết thúc vòng lặp này mà chúng ta không có một cái nút nào có giá trị khóa bằng x, thì chúng ta sẽ trả về nun, bởi vì lúc bây giờ là không tìm thấy cái giá trị x ở trên cây. Đối với hàm men, thì chúng ta khai báo T là một cái cây tìm kiếm nhị phân, P cũng như vậy. Rồi ta đọc vào cái dùng cái hàm read BST để đọc dữ liệu từ cái file dữ liệu và xây dựng thành cái cây T. Sau khi chúng ta có cây T rồi thì chúng ta sẽ in ra cái danh sách duyệt tiền tự, gọi tới hàm pre-order. Rồi danh sách duyệt trung tự, gọi tới hàm in-order. Và danh sách duyệt hậu tự, gọi tới cái hàm là post-order. Sau đó thì chúng ta sẽ liệt kê ra nút cha của tất cả các nút trên cây. Để mà liệt kê nút cha của tất cả các nút trên cây, thì ta sẽ cho y chạy từ 0 tới n trừ 1, và chúng ta sẽ get parent của cái nút AI. Get parent của nút AB, tức là tìm nút cha của nút AI, và cái nút cha của nút AI đó sẽ được gắn vào trong cái nút P, vào trong biển P. Nếu mà biển P khác nun, có nghĩa là AI có cha, thì chúng ta sẽ in ra giá trị của nút cha, tức là in ra cái khóa của nút cha. Khóa của nút cha, in ra nút AI, đồng thời là in ra giá trị khóa của cái nút cha của nút AI. Còn ngược lại nữa là P bằng nun thì có thể là nút AI không có cha, hoặc là nút AI là không tồn tại ở trên cây. Tuy nhiên vì AI này chúng ta lấy từ trong cái file dữ liệu, cho nên tất cả giá trị AI này đều có tồn tại trên cây hết, nhưng mà chỉ có một nút là không có cha, đó chính là nút gốc. Rồi bây giờ tôi cho nó thực hiện cái chương trình để chúng ta xem. Bây giờ tôi share lại cái kết quả thực hiện chương trình. Thì đây là cái kết quả thực hiện chương trình. Chúng ta nhớ lại cái cây của chúng ta lúc nãy. Thì danh sách duyệt tiền tự là đây. Nút gốc là 27, cho nên danh sách duyệt tiền tự thì nút gốc đứng đầu. Rồi danh sách duyệt trung tự, chúng ta chú ý rằng là trong cái cây tìm kiếm nhị phân thì cái danh sách duyệt trung tự là sẽ là một cái dãy có thứ tự tăng. Chúng ta thấy đây. Rồi thì là danh sách duyệt hậu tự. Duyệt hậu tự thì nút gốc sẽ có cái nằm ở cái vị trí cuối cùng trong danh sách duyệt hậu tự này. Và sau đây là nút cha của tất cả các nút trên cây. Thì ta thấy rằng là đối với nút 27 thì nó không tìm thấy nút cha. Ta thấy là cây này còn 27 là nút gốc, cho nên bản thân nút gốc thì không có nút cha. 12 là con trai của 27, cho nên là cha của 12 là 27. 40 là con phải của 27, cho nên là cha của 40 là 27. Rồi
4 là con trái của nút 12, do đó là cha của 4 là 12. 20 là con phải của 12, do đó cha của 20 là 12. 34 là con trái của 40, do đó là 34 có cha là 40. 30 là con trái của 34, do đó là nút cha của 30 là nút 34. Và 50 là con phải của nút 40, vậy cho nên là nút cha của 50 là 40. Như vậy thì ta đã cái chương trình nó đã liệt kê ra nút cha của tất cả các nút ở trên cây. Thế thì cái phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng là qua cái trình bày này chúng ta cũng có thêm một cái kỹ năng để mà tìm nút cha của các cái nút ở trên cái cây tìm kiếm nhị phân. Và qua đó thì mình cũng có thể là giải thêm các cái bài tập khác. Chẳng hạn như sắp tới thì tôi sẽ trình bày một cái bài toán khác là tìm cái nút kế tiếp của một cái nút có giá trị khóa bằng x trong cái biểu thức, trong cái danh sách duyệt trung tử của cái cây tìm kiếm nhị phân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài học sau.